Xin chào tất cả mọi người, Huệ xin được cập nhật cái tình hình tranh trái hiện nay cho tất cả bà con mình nắm về cái giá cả sản lượng hiện tại nhé. Riêng cái hiện tại thì thời điểm này là thời điểm tranh múc ít nhất giảm sản lượng so với tất cả các tháng khác là 95%, nhưng giá vẫn không được tốt lắm. Thứ nhất là do tỷ lệ chấm tăng cao, vỏ dày, tỷ lệ dịch thu hồi rất là kém, thường bây giờ sẽ rơi vào tất cả các lô rơi vào trên 2.6 lên tới thậm chí 4 chấm. Đó là lý do thu hồi kém và cái giá nó không có cao như mọi năm được. Nhưng mà riêng cái chanh lô chanh múc còn lại, ví dụ như là giá 2.2 đổi lại thì giá nó cũng rơi vào 9.500 cho tới trên 10.000, thì giá này cũng rất là tốt. Thứ hai nữa là tình hình tranh chợ. Như mọi năm thì các bạn biết là vào mùa mưa thì tranh chợ sẽ giảm, nhưng mà năm nay cái sản lượng tranh chợ rất là thấp, tất cả các chợ đầu mối đều hút, không riêng gì ở miền Nam, miền Trung và miền Bắc cũng như vậy. Thế nên giá tranh chợ năm nay sẽ dao động rất cao, và với thời điểm hiện tại thì giá tranh chợ đang rơi từ 15 cho tới 18.000 rồi. Cái này giá là tín hiệu cực kỳ tốt. Ngoài ra tranh chợ tranh mốc thì có mặt hàng tranh Âu, và tranh Trung. Nhưng mà riêng tranh Trung thì các bạn biết là thời gian vừa rồi, đây khoảng một tháng thôi, thì phiên bản Gia Lai và khu vực Đắk Lắk, đây là hai thủ phủ của tranh dây, và Trung Quốc đã qua đặt hàng, nhưng cái thời điểm đặt hàng nó rơi vào từ 6 ngày thậm chí 10 ngày mới đóng một công. Nên là so với thời gian đóng hàng như vậy thì rất ảnh hưởng tới chất lượng tranh dây và tới đặt hàng. Nên chính vì vậy mà các thương lái không dám đóng hàng nữa, dẫn đến tình trạng là tranh Trung giá nó không được ổn định, không được cao, thì bắt đầu bà con mình sẽ chuyển sang đóng hàng tranh Âu. Nếu những cái vườn nào, công ty nào xây dựng những cái vườn sản xuất trái mùa, hoặc như công ty của Huệ chẳng hạn đang xây dựng cái vườn nguyên liệu từ 2 đến 30 hecta, thì mình mới có cái nguồn tranh Âu để đi trái mùa như thế này. Và hiện tại thì thị trường tranh Âu không riêng về hàng sạch thì năm nay hàng thuốc cũng rất là hút hàng. Tranh thuốc và tranh sạch thì năm nay nó rơi vào giá cực kỳ tốt, rơi vào từ 38 cho tới 48 ngàn. Cái giá này đối với bà con là cực kỳ ổn định và cực kỳ tốt. Và sản lượng năm nay đi thì thoải mái, không ngưng bất cứ ngày nào. Và tỷ lệ giạt đối với những các vườn thì mình thấy là khá là ok. Đây là tín hiệu cực kỳ tốt. Còn thời điểm này đúng là thời điểm đã xuống giống, nên gần như bà con phá chanh hoàn toàn từ những vụ trước, xuống giống hết 90-100% xuống giống rồi. Và giống năm nay như Huệ cập nhật các bạn biết thì cũng không tăng cao như mọi năm. Mọi năm giá giống tăng mạnh, tăng nhanh, thì năm nay tăng vừa và tăng nhẹ thôi. Mà thời gian nhận giống thì cũng đâu đó khoảng tầm một tháng đổ lại, thì thời gian này cũng khá là ok. Nên là các bạn cứ thoải mái xuống giống. Tình hình tranh hiện tại thì cũng rất là khả quan từ giờ cho tới cuối năm nay. Tình hình giá rất là tốt. Còn riêng thì sang năm thì cuối năm phải sẽ nắm tình hình, mình sẽ cập nhật lại cho các bạn. Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ.